Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu chức năng giả lập điện thoại trên máy tính bảng. Như các bạn thấy ở đây, mình đang cầm một chiếc Tab S 8.4 và trên màn hình nó có thêm một cái cửa sổ giả lập cái chiếc Galaxy S5 này. Thì với cái màn hình giả lập này thì mình có thể làm gần như là mọi thứ trên cái màn hình giả lập này luôn. Từ việc là chuyển màn hình, chạy các ứng dụng cho đến là thao tác với những cái phím cảm ứng, phím home ở đây. Và đặc biệt là mình còn có thể gọi điện thoại và nhắn tin từ trên đây. Và tất nhiên là nhận cuộc gọi, nhận tin nhắn từ những cái máy khác tới. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp cách làm này như thế nào. Phần mềm mà mình đang nói tới nó có tên là Sizing phiên bản 3.0. Thì trên những chiếc Tab S mới của Samsung nó được cài sẵn rồi. Và trên S5 thì nó chưa có sẵn, nhưng mà bạn có thể lên Google Play để tải nó về. Tên là Sizing 3.0. Thì việc kết nối hai cái thiết bị này với nhau nó cũng rất đơn giản. Bạn chỉ việc là mở hai cái phần mềm Sizing trên cả hai máy và bật Wi-Fi, bởi vì nó sẽ dùng cái kết nối Wi-Fi Direct để mà kết nối hai máy lại với nhau. Ở đây cái chiếc S5 của mình nó có tên là C7 Hiệp, thì bạn nhấn vào, đợi khoảng vài giây thì quá trình kết nối sẽ hoàn tất. Và bây giờ thì cái màn hình của S5 nó được chuyển lên màn hình của tablet và bạn có thể để chiếc S5 qua một bên. Và từ bây giờ thì bạn có thể thấy được toàn bộ nội dung và có thể điều khiển nó tương tự như là bạn đang cầm một cái chiếc S5 thật trên tay. Thì cái ý tưởng mà Samsung đưa ra nó hay ở chỗ là hãng muốn chúng ta là có thể từ chiếc tablet có thể điều khiển hai thiết bị cùng một lúc. Ví dụ như bạn vừa đi làm về nhà và muốn sử dụng tablet, nhưng mà lâu lâu bạn lại muốn cầm điện thoại lên để xem coi là có ai nhắn tin hay điện thoại gì chúng ta không. Thì thay vì làm như vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng Sizing này để mà điều khiển hết cả hai cái thiết bị chỉ bằng một cái chiếc máy tính bảng. Và từ trên đây thì tất cả những cái thông báo notification, những cái cuộc gọi, tin nhắn, email thì nó đều được chuyển lên cái màn hình ở đây, cho nên là bạn không cần phải cầm điện thoại lên nữa và chỉ cần dùng cái Sizing này và biết được hết những cái nội dung đó. Trước khi thử nghiệm thêm những cái chức năng nâng cao thì mình sẽ giới thiệu trước về cái giao diện này. Thì đây là cái màn hình giả lập điện thoại của chúng ta và bạn có thể cầm và di chuyển nó tới bất cứ một cái vị trí nào trên màn hình. Khi không cần thiết thì bạn có thể thu nhỏ nó lại và tiếp tục sử dụng tablet. Khi muốn đưa cái màn hình trở ra thì bạn nhấn vào cái nút này thì cái màn hình nó sẽ hiện trở ra. Và trên đây thì nó có thêm những cái nút như là tắt cái chức năng Sizing và cái nút mũi tên ấn xuống nó sẽ hiển thị ra ba cái chức năng nhỏ. Cái nút thứ nhất thì dùng để xoay màn hình, có nghĩa là lúc này cái màn hình điện thoại nó sẽ chuyển sang cái giao diện nằm ngang đó, thì nó sẽ thích hợp chúng ta lướt web hoặc là xem ảnh gì đó. Mình thì thích cầm máy ở tư thế này hơn. Cái chức năng thứ hai, cái nút thứ hai đó là dùng để chụp màn hình đó. Khi chúng ta bấm vào thì cái âm thanh chụp màn hình nó sẽ vang lên và cái hình ảnh nó sẽ được lưu trong cái bộ nhớ của điện thoại. Và chức năng thứ ba là chức năng chuyển cái nội dung website mà mình đang coi trên điện thoại lên cái trình duyệt của máy tính. Ví dụ như ở đây mình đang coi cái trang web của Tinh Tế, mình muốn chuyển nó sang cái trình duyệt của tablet thì mình bấm vào đây thì lập tức là cái trình duyệt của tablet nó sẽ hiện lên và mở lại cái trang mà mình đang xem trên điện thoại. Thì đây là một cái chức năng chia sẻ trang web rất là nhanh, rất là tiện. Đó là ba cái chức năng nhỏ của cái phần mềm này. Bây giờ mình sẽ dùng một cái máy khác và gọi vào cái số điện thoại trong cái chiếc S5 này của mình. Đó. Thì các bạn thấy là cả hai thiết bị đều có thông báo hết. Và mình nghe. Alo, alo. Nghe. Đó, các bạn có thể nghe gọi trực tiếp trên cái chiếc tablet này luôn, bởi vì bản chất cái chiếc tablet này thì nó cũng được trang bị micro để chúng ta đàm thoại và loa ngoài để nghe điện thoại, cho nên là chúng ta có thể nghe gọi dễ dàng. Và bây giờ là cái chức năng nhận tin nhắn. Bây giờ mình sẽ dùng một cái máy khác và nhắn tin vào chiếc S5 của mình. Và tất nhiên là cái thông báo đó nó cũng hiện ra trên đây luôn. Đó, mình có thể xem nội dung tin nhắn và trả lời. Và khi mà trả lời thì chúng ta có thể dùng cái bàn phím ảo của máy tính bảng, có nghĩa là
cái giao diện, cái màn hình hiển thị nội dung tin nhắn trên điện thoại nó sẽ rộng hơn, nó không có tốn cái phần diện tích để mà hiển thị cái bàn phím, bởi vì là cái bàn phím nó sẽ hiện ra ở bên dưới cái màn hình tablet như thế này, và chúng ta có thể nhấn và trả lời rất là dễ dàng. Đó là những cái chức năng chính mà mình thấy rất là hay trên cái phần mềm Sizing. Và cũng có một số cái lưu ý mà mình muốn nhắc với các bạn, đó là mặc dù là giả lập cái màn hình điện thoại lên tablet, nhưng mà trong cùng một lúc bạn chỉ có thể sử dụng một trong hai thiết bị mà thôi. Nếu mà bạn cầm điện thoại lên và sử dụng nó thì cái chức năng giả lập trên tablet nó sẽ tạm thời ngắt đi, và các bạn thấy là cái màn hình của nó đã chuyển sang màu đen. Và khi mà bạn muốn chuyển lại giả lập thì bạn nhấn vào cái nút này thì cái màn hình nó sẽ được giả lập trở lại, và lúc này thì cái điện thoại nó sẽ đen màn hình đi. Đó, tức là trong một lúc bạn chỉ có thể sử dụng được một trong hai máy mà thôi. Xin cảm ơn các bạn.